cảm ơn quý vị vẫn đang giữ băng tần 57.3 và chị Tuyết Vân sẽ trở lại với quý vị trong những thông tin về bảo hiểm. Vâng, thưa chị Tuyết Vân, thì vừa nãy mình đã nói về Medicare, thì hiện nay thì cũng còn một số bác đang đặt câu hỏi và cũng vẫn muốn chị giải thích rõ hơn về Obamacare. Và Obamacare là một chương trình như thế nào, dành cho những đối tượng nào có thể tham gia vào Obamacare thưa chị? Thì Obamacare là cái chương trình bảo hiểm sức khỏe cho người dưới 65 tuổi và phải qualify trong cái chương trình của Obama. Thì vì đó là một cái chương trình bảo hiểm nó gọi là Affordable Care. Thì nhưng mà trong thời tổng thống của Obama cho nên gọi là Obamacare. Thì thường thường một người mà từ 16.500 trở lên thì Tuyết Vân sẽ apply cho chương trình Obamacare cho đến 46.600. Còn nếu mà income mình thấp hơn cái đó thì sẽ được giúp đỡ apply cho Medicare. Thì thường thường nếu một cái người mà chưa có mua Obamacare mà income thấp như vậy thì Tuyết Vân khuyên nên đi qua văn phòng social worker, văn phòng xã hội của SSI thì mình apply cái Medicare thì nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu một cái người mà đang có bảo hiểm sức khỏe Obamacare với Tuyết Vân mà tự nhiên income mình thay đổi, nó bị xuống 16.500 trở xuống, thì lúc đó Tuyết Vân sẽ giúp vào Medicare. Thì vì nó đã có cái K number rồi thì khi nó qua Medicare thì nó nhanh. Còn cái người mà mới bắt đầu á, để mà apply Medicare thì Tuyết Vân khuyên nên qua văn phòng sở xã hội để apply. Cái thứ hai nữa là cái chương trình Obamacare, quý vị biết không, đến 31 tháng 12 này là nó chấm dứt. Chấm dứt có nghĩa là cho những người mà chưa từng mua Obamacare. Còn những cái người mà thí dụ như tiểu bang khác vừa về California, Việt Nam mới qua hoặc là mới lấy vợ với chồng thì nó không có chấm dứt. Vì đó là những cái trường hợp đặc biệt nên lúc nào mình cũng có thể apply được. Nhưng mà quý vị đừng có lo lắng, tại vì văn phòng Tuyết Vân đã làm quá lâu rồi, thì có nhiều kinh nghiệm. Cho nên lúc nào cũng tìm đủ mọi cách để mà giúp đỡ cho quý vị apply cái chương trình bảo hiểm. Nếu mà mình có những cái trường hợp mình quên hay là mình chưa kịp mua, mình bị mua trễ thì cứ đến văn phòng cũng sẽ giúp đỡ quý vị. Để quý vị mua để đến cuối năm 2019 mình đi khai thuế 2018 mình khỏi phải bị phạt. Tại vì hiện nay mình đang mua bảo hiểm sức khỏe là bảo hiểm sức khỏe cho 2018 chứ không phải là bảo hiểm sức khỏe cho 2017. Nói như vậy thì có nghĩa là chương trình Obamacare sẽ không có gì thay đổi cho tới năm 2019 đúng không ạ? Thì cái chương trình bảo hiểm sức khỏe mà mình hay nghe là ông Trump ông mới ký một cái đạo luật dự luật về thuế, thì cho những người mà không mua bảo hiểm sức khỏe thì không có bị phạt, thì cái đó apply cho đến 2019 thì mới apply. Nhưng mà lúc đó thế nào nó cũng có một cái luật bảo hiểm sức khỏe thêm mới do tiểu bang đề xướng. Tại vì không thể nào mà để cho tất cả mọi người mà lúc đó không thích thì không mua, thì không bị phạt, thì rất là nhiều người không chịu mua bảo hiểm sức khỏe, thì cái chuyện gì nó xảy ra cho California. Cho nên lúc đó mình sẽ có những cái chương trình, thì đến 2019 khi nào mà đi họp về rồi có những cái gì mới thì Tuyết Vân sẽ thông báo cho quý vị. Thưa chị, thì có một câu hỏi như thế này, đối với bảo hiểm Obamacare thì có rất nhiều loại các bảo hiểm khác nhau, ví dụ là bảo hiểm trong hãng xưởng, bảo hiểm tự do, thì cái chương trình Obamacare nó khác nhau như thế nào so với những loại bảo hiểm đó thì chị? Thì đó cũng là một câu hỏi hay. Nếu mình mua chương trình bảo hiểm sức khỏe của Obamacare hoặc là mình mua bảo hiểm sức khỏe trong hãng, nếu mình mua Blue Shield BPO thì đều là Blue Shield BPO, Blue Health Net SMO thì nó cũng là Health Net SMO, thì cũng là những bác sĩ đó, cũng là những cái quyền lợi cover như vậy. Chỉ có cái mình mua trong hãng thì tại mình làm hãng thì hãng nó có được cái thuế của chính phủ, cho nên giúp cho mình để mình mua được giá rẻ hơn dù cho income mình cao. Còn nếu mà income mình không cao thì mình ra ngoài mình mua với cái chương trình của Obamacare được giúp đỡ để mình mua rẻ, nhưng mà mình mua được cho người chồng hay người vợ làm trong hãng. Còn thí dụ như vợ với con không làm trong hãng xưởng thì mua với một cái giá mắc thì ra văn phòng Tuyết Vân sẽ giúp đỡ mua vào những cái chương trình Obama theo qualify để mua được rẻ hơn, hoặc là mình lựa chọn những cái hãng rẻ hơn. Còn nếu mà cái được những cái trong hãng cũng không mua được chương trình Obamacare, tại vì có những người làm independent, làm business mà income cao, thì lúc đó mình phải mua theo cái chương trình, theo cái market price ở ngoài. Nhưng mà văn phòng vẫn có những cách giúp đỡ cho quý vị mua được một cái giá rẻ, và rất là nhiều program, rất là nhiều chương trình, rất là nhiều hãng quý vị. Cho nên quý vị cứ đến văn phòng ngồi xuống, rồi ở văn phòng sẽ chỉ dẫn cho quý vị đi theo hơn. Vâng, thưa quý vị, như vậy là quý vị đã lắng nghe những giải thích của chị Tuyết Vân về chương trình Obamacare cũng như là chương trình Medicare. Tuy nhiên rằng tại văn phòng của Lucky Star còn có một cái dịch vụ và vô cùng là tốt và có thể giúp đỡ cho quý vị trong thời gian này, đó chính là về thuế. Đúng rồi. Tại văn phòng có khai thuế, thưa quý vị. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Việt Hà cũng xin đưa ra một câu hỏi đối với chị Tuyết Vân, đó là luật thuế của năm 2019.
2018 đã có gì thay đổi hay chưa? Và cái chương trình thuế của năm nay thì bắt đầu từ khi nào và chị đã giải quyết cái vấn đề này như ra sao? Thì chắc Việt Hà cũng có khai thuế cho nên cũng có quan tâm. Thì cái thuế của 2018 không có gì thay đổi hết. Còn cái thuế mà Tổng thống Trump mới ký á, thì cái đó áp dụng cho đến 2019 là cái luật thuế mới. 2018 không có gì thay đổi, có nghĩa là mình không mua bảo hiểm sức khỏe thì mình vẫn bị phạt khi mà mình khai thuế. Có nghĩa là còn mùa thuế đã bắt đầu từ tháng 1 2019 tây. Tất nhiên là đã có rất nhiều người đã là ngày hôm qua, cho nên văn phòng thuế văn rất là đông cho những người mà single đó, rồi đóng thuế bây giờ muốn lấy tax refund về xài. Xài ngay, cho nên quý vị đến làm văn phòng đến 8 giờ đêm vẫn còn mở cửa để làm thuế cho quý vị. Thì bắt đầu từ ngày hôm qua là ngày 29, tháng 1 2019, tây tháng 1 2017. Thì mỗi năm thì thường thường hay chấm dứt cho đến tháng 4 2018. Nhưng mà tùy theo cái số lượng người, nếu mà chưa làm hoặc còn đông quá thì chính phủ vẫn extend cho mình được cho đến 25 tháng 4. Đó là những người mà personal. Còn những người mà có công ty, đồ business, corporation thì có những người ta extend được tới đến tháng 10. Còn về thuế thì quý vị cứ đến luật thuế 2018 đến đi, rồi văn phòng sẽ giúp đỡ cho quý vị và trừ cho quý vị maximum lấy tiền về. Là một cái điểm rất là tốt từ về quý vị, nhưng mà trừ một cách hợp lệ và giúp cho quý vị chương trình Obamacare. Cho nên quý vị có được một cái income để quý vị mua bảo hiểm sức khỏe Obamacare mà rất là hợp lệ. Tại vì mình làm thuế thì mình sẽ biết cách, đúng không? Thì mình sẽ biết cách giúp cho quý vị những cái income như thế nào cho nó hợp lệ và hợp với cho một cái, để mình mua được cái giá với bảo hiểm sức khỏe nó rẻ. Thứ hai nữa là cái thuế cũng là rất quan trọng, tại vì Tuyết Vân cứ khuyên hoài quý vị nên đi khai thuế. Có những người mình đi khai thuế mà mình không bị đóng thuế. Ví dụ như income quý vị 10.000 trở xuống, quý vị đâu có bị đóng thuế. Nhưng mà quý vị vẫn phải khai thuế, tại vì khi quý vị khai thuế thì quý vị sẽ có cái record. Thì khi quý vị đủ 10 năm đóng thuế, hoặc là quý vị có đủ 40 quarter, thì sau này đến 65 tuổi quý vị mới có được Medicare toàn phần A và B. Ngoại trừ những người mà marry với chồng, mình không đi làm mà mình vẫn được hưởng là với vị mình marry 10 năm trở lên. Và người chồng đi làm full time thì mình hưởng theo ké của người chồng mình. Cho nên lúc đó mình vẫn có được, 65 tuổi mình vẫn có được Medicare bậc A bậc B. Còn ngoài ra những người mà mình đâu có biết được cuộc đời mình, khi mình lấy chồng rồi mình bị divorce, rồi mình bị thế này thế kia. Cho nên lúc đó có thể mình không có đủ 10 năm, do đó mình đi làm á, mình phải đóng thuế để trong đó có cái record. Thì chính phủ sẽ dựa theo cái record thuế, chính phủ mới count cho mình là 10 năm hoặc là 40 quarter để sau này mình có cái bảo hiểm sức khỏe. Đó rất là điều quan trọng. Nếu mà Tước Vân không có làm chương trình Medicare thì Tước Vân cũng không hiểu được chuyện này. Cho nên khi mình đi làm thuế ở những nơi người ta không có làm chương trình Medicare thì nhiều khi người ta không biết những cái điều này để người ta khuyên mình. Như vậy là bảo hiểm và thuế cũng liên quan với nhau rất là nhiều. Và cũng khi mà chúng ta tìm đến đúng một nơi, vừa tư vấn cho quý vị làm sao để có thể mua được một cái bảo hiểm sức khỏe rẻ nhất và hữu hiệu nhất, cũng như là chúng ta có thể giảm cái tiền thuế của mình một cách chính xác nhất, thì đó chính là chúng ta cần đến với Lucky Star. Vâng thưa chị, và một cái điều cũng rất là cơ bản và quan trọng đó là trước khi khai thuế thì chúng ta cần chuẩn bị những cái giấy tờ như thế nào? Đây là một trong những cái khâu mà Việt Hà thấy rằng cũng có nhiều người rất là lúng túng đấy ạ. Đối với những người giống như là mới như Việt Hà thì cũng rất là cần những cái thông tin như thế này. Thì thường những cái căn bản á, là nếu mình làm W2 thì nó có cần cái W2. Nếu mình làm 1099 thì mình cần có cái 1099 của người chủ issue cho mình. Hoặc là nếu không có đi chăng nữa thì mình phải có những cái pay stub, cái check. Nhất là những người mà người ta làm sửa nhà, sửa cửa đó, làm những independent contract, thì người ta đâu có ai issue cái 1099 cho người ta đâu. Do đó mình phải cần có những cái check, những cái pay stub check của người chủ nào trả cho mình, đúng không? Hoặc là những cái receipt mà mình mua những cái vật liệu thì mình có thể lấy cái đó để mình issue cái tiền mình bỏ ra là bao nhiêu, rồi cái tiền mình trừ lại chi phí là bao nhiêu. Là tại vì tự mình làm chủ lấy mình, đúng không? Rồi còn những người đi làm hãng xưởng thì là W2, hoặc là mình có những cái đầu tư 401 hay là IRA thì còn có những cái tiền lời gửi về thì mình cũng phải đem theo để được để mà trừ thuế. Những cái saving, những cái checking, những cái CD, những người chơi stock thì cũng phải có những cái giấy tờ stock. Nếu lỗ thì mình được khai thuế trừ lại, còn nếu lời thì mình cũng phải đóng thuế. Đó, nếu có nhà cho mướn thì những cái receipt sửa chữa, những cái mortgage statement mà mình trả tiền nhà, những cái giấy mà property tax mà mình đóng thuế. Rồi ngoài ra những cái mà mình mua xe cộ như là insurance của xe, có những nơi không có biết trừ những cái đó cho quý vị, nhưng mà văn phòng sẽ biết trừ cho quý vị những cái bảo hiểm mà mình mua cho xe.
đó. Tại vì cũng có những người mình làm những cái nghề nghiệp, thí dụ như là mình bán về marketing hay là mình bán giá marketing, hay là mình làm những cái independent contract bên ngoài, thì mình vẫn được trừ tiền xăng, tiền cộ, tiền insurance xe, tiền maintenance xe, rất là nhiều chuyện để mà mình được trừ. Như vậy là nếu như chúng ta không biết thì có thể mình sẽ bỏ qua rất là nhiều những cái quyền lợi mà đáng ra là mình phải được hưởng, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, như vậy là quý vị đã biết thêm rằng tại Financial thì Lucky Star ngoài ra còn có làm thuế nữa nha quý vị. Bây giờ đang là mùa thuế cho nên quý vị hãy lưu ý để mọi thắc mắc của quý vị muốn làm thuế, quý vị muốn có thể có được một cái sự tư vấn tốt nhất thì xin mời quý vị hãy tới với văn phòng của chị Tuyết Vân, Lucky Star. Và thưa chị Tuyết Vân, tới đây thì còn rất rất nhiều những câu hỏi khác về bảo hiểm cũng như là còn rất nhiều những câu hỏi quý vị khán giả dành cho chị. Tuy nhiên là thời gian thì cũng đã hết rồi. Và một lần nữa thì nhân dịp đầu xuân năm mới, Việt Hà xin kính chúc quý vị sẽ có một mùa xuân đầy ắp hạnh phúc, yêu thương và luôn luôn ấm áp, bình an bên cạnh gia đình và những người thân của mình. Cũng như là xin cầu chúc cho toàn thế giới của chúng ta sẽ có một mùa xuân thật là hạnh phúc. Tuyết Vân xin chào Việt Khánh. Tuyết Vân xin kính chào quý vị khán giả Đài 57.3. Tuyết Vân năm mới thì Tuyết Vân cũng rất là cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ cho chương trình Lucky Star Financial, ủng hộ văn phòng của Tuyết Vân. Cho nên văn phòng Tuyết Vân mỗi ngày một đông đúc và các cô chú yêu thích cái show của Tuyết Vân. Ngày trước thì với Nhật Khánh, Nhật Khánh. Thì bây giờ thì đối với Việt Hà thì cô đào cũng xinh tươi, trẻ đẹp, thông minh, ăn nói có duyên. Cho nên show càng ngày càng được cô chú yêu thích. Thì Tuyết Vân xin kính chúc quý vị năm mới một mùa xuân hạnh phúc, an lành, đầy thịnh vượng. Dạ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau.